Bộ Y tế sáng ngày 23 tháng 2 cho biết, cả nước ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 mới tại ổ dịch Kim Thành, Hải Dương, nâng tổng số ca mắc của tỉnh này lên 620 ca. 3 ca mắc mới sáng nay có số thứ tự từ bệnh nhân 2393 đến bệnh nhân 2395 ghi nhận trong nước tại Hải Dương. Cụ thể, 3 ca bệnh là các trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đều đã được cách ly tập trung trước đó. Hiện các bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly trên cả nước là 107.685 người. Hải Dương đã bước sang ngày thứ 8 thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu người dân đẩy mạnh các biện pháp chống dịch, toàn tỉnh tổng tiến công chống dịch trong 7 ngày tới. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.